Đâu đó là đâu nhìn mặt gì? Mai đi làm gặp với gì? Về tới nhà 11 rưỡi gặp gì? Để thứ bảy thôi, thứ bảy thì đi ăn đám cưới đấy. Tuần sau rồi, tuần này hả? À? À, tuần sau thì còn được, thứ bảy. Thế tháng mới vào hoa rồi, đẹp trai gái gớm, đẹp trai gớm, nó trẻ hơn ngày xưa mẹ đấy nhỉ? Trẻ hơn ngày xưa mà khỏe. 26 đám cưới hàng nam đấy.